nếu như lúc quá trình khai thác ICA mà hệ thống yêu cầu chúng ta xác minh phân phối BNB Smart Chain ấy, thì chúng ta nên tiếp tục này. Thì ở mục này nó xác minh bằng X mọi người nhé. Thì mọi người có thể xem ví dụ bằng cách hiển thị cái ví dụ ở đây. Đây chính là cái ví dụ mà chúng ta sẽ phải đăng lại cái bài viết của họ trên X. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ sao chép cái trích dẫn ở bên dưới này. Đấy, đã sao chép này, chúng ta tính vào cái copy ở đây. Sau chúng ta lên X nhé, chúng ta chia sẻ. Thì chúng ta phải nhớ là cái địa chỉ, cái đường link này, này chúng ta copy, chúng ta để ý bài viết nhé. Nội dung bài viết thì sang cái X thì chúng ta sẽ tìm cái bài viết. Đây chính là cái bài viết mà chúng ta cần chia sẻ. Đúng không ạ? Ở đây chúng ta thả tin cho nó này. Sau đó chúng ta trích dẫn này, với cái nội dung như thế này. Chúng ta copy, paste cái nội dung trích dẫn vào đây. Đúng không ạ? Sau là chúng ta tweet lại. Rồi chúng ta tweet lại thì chúng ta sẽ tìm cái đường link của chúng ta nhé. Chúng ta quay lại cái Twitter, chúng ta vào cái biểu tượng người đây. Đấy, sau đó chúng ta kích vào cái trang cá nhân của chúng ta. Thì đây là chính là cái bài mà mình đã chia sẻ 14 giây trước. Thì chúng ta có thể vào cái nút 3 chấm để chia sẻ đây này, một con tròn đấy. Các bạn copy cái đường link. Sau đó là các bạn về app khai thác ICA anh, các bạn tiếp tục. Rồi các bạn nhấn đóng, tuân theo hướng dẫn và đảm bảo nhấn liên kết, bước đầu mở tiếp tục. Tuân theo hướng dẫn và đảm bảo bạn đã nhấn vào liên kết trong bước đầu tiên để mở trực tiếp bài viết X của chúng tôi. Tức là chúng ta phải mở đúng cái bài viết X ấy. Đây chính là cái bài viết. Thì nó sẽ mở ra, chúng ta tích vào đó, chúng ta mở ra. Rồi mình chọn đúng rồi thì mình nhấn tiếp tục thôi. Ta nhấn xác nhận này, ta sẽ dán cái liên kết vào đây. Xong chúng ta nhấn xác minh thôi. Nếu như xác minh thành công thì nó sẽ báo thành công, còn không thành công thì chúng ta sẽ phải làm lại. Nó sẽ cho chúng ta khoảng 3 lần. Như vậy là chúng ta xác minh hoàn tất nhé. Ok chưa? Xong chúng ta tiếp tục. Bắt đầu chúng ta tiếp tục khai thác lại. Ok, video mình xin kết thúc đây. Đây là những cái trường hợp mà các bạn xác minh thì nó sẽ yêu cầu liên tục đấy. Tại sao nó yêu cầu liên tục? Để cái link bài viết Twitter của họ được chia sẻ rộng rãi hơn, nhiều hơn. Buộc chúng ta phải làm, nếu không chúng ta không khai thác được nhé. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc đây, chúc các bạn thành công.